là nền bóng đá giàu thành tích nhất thế giới với 5 lần vô địch World Cup cùng số danh hiệu ở cấp độ trẻ. Thế nhưng, tính đến năm 2016, Brazil vẫn chưa giành được bất cứ tấm huy chương vàng Olympic nào trong lịch sử. Cơn khát vàng của bóng đá Brazil chỉ được giải tỏa khi kỳ Thế vận hội được tổ chức trên sân nhà. Sau hơn 60 năm chờ đợi, thế hệ của những Neymar, Gabriel Jesus đã xuất sắc giúp đội bóng áo vàng xanh lên ngôi vô địch Olympic Rio de Janeiro bằng chiến thắng nghẹt thở trước người Đức ở trận chung kết. Phải mất hơn 60 năm để được tấm huy chương vàng Thế vận hội đầu tiên, nhưng chỉ cần ngay kỳ Olympic Tokyo sau đó, bóng đá nam Brazil lại có thêm một lần sư vương dù không mang tới Nhật Bản một đội hình thực sự chất lượng. Sau thất bại trước Argentina tại Copa America 2021 trên sân nhà, bóng đá Brazil cần một điều gì đó để lấy lại niềm tin với người hâm mộ và Olympic Tokyo chính là thời cơ dành cho đội bóng xứ sở Samba. Mặc dù vậy, với việc đã giải được cơn khát vàng cách đó 5 năm, tấm huy chương vàng không còn là mục tiêu bắt buộc đối với đoàn quân của huấn luyện viên André Jardine. Nhìn vào lực lượng của Olympic Brazil mang đến Tokyo, chúng ta chỉ có thể nhận ra một số gương mặt nổi bật như Richarlison, Diego Carlos hay Bruno Guimarães. Nhân tố đáng chú ý nhất của đội bóng áo vàng xanh tại kỳ Thế vận hội lần này chính là lão tướng Dani Alves. Còn lại, đa phần danh sách đăng ký thi đấu của Olympic Brazil chỉ là những cầu thủ đang thi đấu ở giải trong nước. Ở kỳ Thế vận hội Tokyo 2020, Olympic Brazil nằm tại bảng D cùng với Đức, bờ biển Nga và Saudi Arabia. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên André Jardine sẽ đối đầu với Olympic Đức, đội bóng đã từng là bại tướng của họ trong trận chung kết cách đó 5 năm. Trận ra quân chứng kiến sự tỏa sáng của Richarlison, người đã lập hat-trick chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên, giúp Brazil dẫn trước 3-0. Đức sau đó gỡ lại hai bàn nhờ công của Ameri và Ache, nhưng Paulinho đã kết thúc mọi sự hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 4-2. Thắng lợi tưng bừng ở trận khai màn, thế nhưng Brazil lại bất ngờ gặp vô vàn khó khăn trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn là bờ biển Nga. Olympic Brazil sớm phải gặp bất lợi ở phút 12 khi tiền vệ Douglas Luiz phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống ngăn cản trái phép tình huống tấn công nguy hiểm của bờ biển Nga. Từ việc được đánh giá cao hơn, Olympic Brazil đánh mất thế trận và phải lùi sâu để chống đỡ những đường tấn công bên phía đối thủ đến từ châu Phi. Thế trận giằng co kéo dài trong suốt 90 phút trận đấu và hai đội chấp nhận rời sân với kết quả hòa không bàn thắng. Bước vào lượt đấu cuối cùng, Olympic Brazil chỉ cần thêm một điểm để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Thế nhưng với hình ảnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và chỉ phải đối đầu với đội bóng yếu hơn rất nhiều là Ả Rập Xê Út, Olympic Brazil cần một chiến thắng tưng bừng để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Trước đối thủ chơi phòng ngự số đồng, Olympic Brazil từ bỏ lối chơi ban bật sở trường để chuyển sang tấn công biên. Sự điều chỉnh chuẩn xác của huấn luyện viên Jardine giúp đại diện Nam Mỹ thu về hai bàn thắng từ những cú đánh đầu của Matheus Cunha và Richarlison. Saudi Arabia cũng có bàn thắng từ pha không chiến của trung vệ Al Amri. Tuy nhiên, thể lực sa sút khiến đại diện châu Á không còn theo kịp đối thủ ở quãng thời gian cuối trận. Phút 90+3, Richarlison hoàn tất cú đúp để ấn định thắng lợi 3-1 cho Brazil. Bước vào vòng tứ kết với tư cách là đội nhất bảng D, Olympic Brazil tiếp tục chỉ phải đương đầu với thử thách nhẹ nhàng mang tên Olympic Ai Cập. Được đánh giá cao hơn rất nhiều, Olympic Brazil ngay lập tức tràn sang phần sân của Olympic Ai Cập, cầm bóng và triển khai tấn công khá mạch lạc. Tuy nhiên, ở khâu cuối cùng, đội bóng áo vàng xanh gặp phải khối phòng ngự được bố trí rất kín kẽ của Ai Cập. Đội bóng đến từ châu Phi không để lộ quá nhiều khoảng trống để Richarlison cùng các đồng đội có cơ hội uy hiếp khung thành. Dù đang kiểm soát bóng tới 71%, nhưng Brazil cũng phải đợi đến nửa cuối hiệp 1 mới có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 37, đón đường truyền thuận lợi của Richarlison, Matheus Cunha tung cú dứt điểm hiểm hóc tung lưới Ai Cập trong tư thế thoải mái. Sang hiệp 2, Brazil tiếp tục tổ chức tấn công không ngừng nghỉ. Matheus Cunha băng xuống phá bẫy Việt vị ở phút 48, anh đối mặt với thủ môn Ensanawi, nhưng ở pha bấm bóng kỹ thuật sau đó, Cunha đã không thắng được thủ môn bên phía U23 Ai Cập. Đội bóng đến từ xứ Samba tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước các cầu thủ Ai Cập. Cơ hội xuất hiện nhiều, nhưng đội bóng áo vàng xanh lại liên tiếp bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha là đủ để U23 Brazil tiến vào bán kết. Phải tới vòng bán kết, Olympic Brazil mới phải đương đầu với thử thách thực sự mang tên Olympic Mexico. Đội bóng đã từng mang đến những kỷ niệm buồn tại các kỳ Thế vận hội dành cho đội bóng áo vàng xanh. Trong suốt 45 phút đầu tiên, đội tuyển Brazil đã liên tục tổ chức tấn công, gây áp lực lớn lên khung thành của đội tuyển Mexico. Những cái bóng áo vàng xanh đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng lại không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Mexico. Đặc biệt, thủ thành Ochoa đã có một màn trình diễn xuất sắc với nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Kết thúc hiệp 1, dù Brazil tấn công mạnh mẽ và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm,
nhưng họ vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa không đều, hứa hẹn một hiệp 2 đầy kịch tính và hấp dẫn. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, cả hai đội tiếp tục thế trận giằng co kịch tính. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Jardine không còn giữ được sự áp đảo như trong hiệp đầu tiên. Cả Mexico và Brazil đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút của cả hai bên lại không thể tận dụng được. Trong một ngày mà hàng công của cả hai đội đều tỏ ra thiếu may mắn và chính xác, đã không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Mọi thứ vẫn không có nhiều biến chuyển ở 30 phút hiệp phụ. Hàng công của Brazil và Mexico tỏ ra hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương. Kết thúc 120 phút mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi, cả hai đội phải bước vào loạt penalty may rủi để phân định chủ nhân của tấm vé tham dự trận chung kết. Trong loạt sút luân lưu, sự điềm tĩnh và khả năng cản phá xuất sắc của thủ môn Santos đã tạo nên sự khác biệt. Trong khi thủ môn của Paranaense đã xuất sắc cản phá thành công hai cú dứt điểm bên phía Mexico, thì các chân sút Brazil lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chung cuộc, đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 4-1, qua đó chính thức giành tấm vé vào chơi trận chung kết Olympic 2021. Trận chung kết giữa Brazil và Tây Ban Nha là cuộc đối đầu trong mơ giữa hai đội bóng mạnh nhất giải. So với Brazil, Tây Ban Nha mang đến Tokyo một đội hình đồng đều và chất lượng hơn rất nhiều với sự góp mặt của những Unai Simon, Pedri, Marco Asensio hay Dani Olmo. Tuy nhiên, ngay từ đầu trận, Brazil đã nhanh chóng thể hiện sự áp đảo với những pha tấn công dồn dập. Phút 37, Brazil được hưởng một quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định rằng thủ thành Unai Simon của Tây Ban Nha đã phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm. Tuy nhiên, Richarlison đã bỏ lỡ cơ hội khi sút bóng đi vào xà ngang. Dù bỏ lỡ quả phạt đền, Brazil vẫn tiếp tục duy trì áp lực và đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Matheus Cunha đã mở tỷ số cho Brazil sau một pha dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của đội trưởng Dani Alves. Bước sang hiệp đấu thứ hai, với mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ hòa, Olympic Tây Ban Nha chủ động dồn lên cao và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 61, Mikel Oyarzabal có được bàn gỡ hòa cho Tây Ban Nha bằng một cú volley đẹp mắt sau đường truyền từ Carlos Soler. Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến thế trận cân bằng giữa cả hai đội. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số 1 đều, trận chung kết buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Trong hiệp phụ, Brazil đã chứng tỏ sự vượt trội về thể lực và chiến thuật. Phút 108, Malcom đã ghi bàn thắng quyết định sau một pha phản công nhanh đưa Brazil vượt lên dẫn trước 2-1. Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thời gian còn lại, nhưng họ bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ đội bóng áo vàng xanh. Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và bảo vệ thành công huy chương vàng Olympic. 5 năm sau tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Rio 2016, bóng đá Brazil lại thêm một lần lên ngôi vương ở một kỳ Thế vận hội. Thành tích này thêm một lần khẳng định vị thế số 1 của Brazil trong lịch sử bóng đá thế giới.